Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình đã kiếm được một con game là Last Match. Nên là đây là phiên bản 2 nhá, 2D nhá. Còn đây là phiên bản gốc, còn đây là phiên bản. Hai cái phiên bản giống nhau nhưng mà sự khác biệt trùng hợp với nhau. Bây giờ mình sẽ chơi phiên bản thứ nhất. Lúc là hơi đơ đơ. Đây máy này là máy của hàng máy mình ra từ năm bản thứ nhất đây chơi thử màn nhá. Mình lát quá rồi bản thứ nhất đây đầy đủ các vũ khí này. Bây giờ mình đứng đi thử nhá. Ui trời ghê chưa. Ôi sao trái này biến dạng này. Ôi sao trái này biến dạng này. Nào dẫn luôn. Đây bán phiên bản này ra. Mình chỉ được cần cái lát đó. Mình chỉ cần cái này thôi. Mình chỉ cần có cái này giờ không điều khiển được. Có biết phiên bản thứ hai có điều khiển được không? Xem lá chắn này. Dùng từ này là gì? Kia này là gì? Kia này là gì? Lâu quá. Hành tinh máy này. Bây giờ mình sẽ sang phần 2 đó hả? Phần 2 tức là trò chơi đây, phiên bản mình có thể. Cái này không phải phiên bản, cái này là trò chơi. Mà lag thế. Nó có lần là phiên bản bị lag. Hay thế. Nào lag vậy. Phiên bản này lag lắm. Bây giờ lag thế. Thank you.
Được, phiên bản này. Được, 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 phiên bản này được. Phiên bản này ít vụ kỳ quá. Mong nhà sản xuất cho thêm nữa. Lắc lắc lắc. Ui lắc lắc lắc. Nào. Lắc lắc lắc. Lắc lắc. Ui trời ơi lắc quá lắc quá mẹ này. Được, phiên bản này được. Phiên bản này tặng cho 5 sao. Được, phiên bản này. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Thế mà nó ui, cẩn thận bạn. Thấy mình đã bảo mặt cẩn thận này. Được. Vỡ vứt là cái thật luôn. Đấy, mà vỡ này là phải cái vấn đề thắng chứ. Thank you.
Được. Cái phiên bản này được. Wow. Chị ơi. Nào kéo đi. Yo. Úi giời ơi. Này phiên bản này xịn quá. Cho nó xoay 180 độ nữa. Nào phá hủy. Ui giời. Ui. Có cái phiên bản thứ nhất thì tí nữa mình sẽ, hôm nay mình sẽ đăng tầm 12 lần sẽ đăng video mới. Mình sẽ đăng video vẫn làm về chủ đề này, nhưng mà mức độ mình sẽ cho hai cái xe thắng. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay cho mình một like và một đăng ký nha. Subscribe nha. Thế là xin chào và hẹn gặp lại.